Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay kênh Trần Hà cũng giới thiệu cho anh em ba đôi loa Pioneer. Ba đôi loa cũng đến từ nước Nhật và đều là hãng của Pioneer. Đôi cũng là toàn bát 25 và dòng loa ba đường tiếng. Anh em có thể nghe nhạc và hát karaoke cũng được rất là tốt, mang tính chất là gia đình thôi nhá. Chứ cũng không phải là mang tính chất đập nhạc sàn hoặc là cái thứ thì cũng không, nó cũng sẽ không được bền. Vâng, điều đầu tiên thì em sẽ đi vào cái đôi loa chất nhất trong cái ngày hôm nay, đó là đôi loa Pioneer CS655. Đôi loa thì có ba đường tiếng, loa bass 25, màng giấy, nón giấy và gân vải. Cái dòng này gân vải thì nó thứ nhất là nó chịu đòn rất là tốt, và thứ hai là nó rất là bền. Đấy, nó rất là bền. Khung gông thì khung gông nhôm. Đấy, tất cả khung gông nhôm. Còn nói chung là cũng rất là khá là đẹp trong cái phân khúc mà hàng bãi về bây giờ như thế này. Đây này, băng dính rồi em cũng còn chưa bóc 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 hết. Đấy. Và có một con chép đom rất là to. Con chép đom rất là to ở đây và khung nhôm và con chép đom. Khung cho con chép đom này nó phải tầm 12, và ở bên này nó cũng có hai cái tinh chỉnh của mic và chép. Đây, Pioneer. Dòng này thì nó sở hữu là cái khung giấy si cái màu ghi. Đấy, dùng giấy si màu ghi. Và ê căng của nó đây. Ê căng nó thì cũng đầy đủ chữ Pioneer và cũng còn rất là đều. Đấy, về thì cũng em chưa vệ sinh hết nhưng mà nó là khá là đẹp về trong cái phân khúc, và em quay đằng sau cho anh em xem. Đây, cũng led right loa. Còn đấy, loa thì có chiều cao là 61, rộng 35 và sâu 32. Loa thì có trở kháng là 6,3 ohm và công suất là 60W. Đấy. Tất cả các cái núm nước này vẫn còn rất là sáng. Và đang giao lưu với anh em là đôi loa này về có cái giá là 5 triệu 500 nghìn đồng. 5 triệu 500 nghìn đồng. Và đây là đôi cái chiếc thứ hai. Đấy, vẫn còn cái tem đây. Thì thực sự ra thì nó có cái tem giấy ở đằng sau đây thì nó cũng do vận chuyển và rách. Thế nhưng mà tất cả các cái khung gồng, tất cả cái vít viết các thứ đây thì vẫn còn rất là đều, để cho anh em nhìn thấy này. Đây, bây giờ tem xuất xưởng và rất là đẹp, cũng còn đều, tất cả các góc cạnh thì cũng còn rất là đều nha anh em nhá. Đây, góc cạnh thì cũng rất là đều. Và đây em chuyển sang cho anh em xem góc cái bên này. Đấy. Đấy. Vâng, trở sang cái đôi loa thứ hai là đôi loa CSF 7000. Loa thì cũng có ba đường tiếng và loa bass 25, màng giấy, nón giấy và gân thì cũng là gân vải. Con này dòng này gân vải. Khung gông thì khung gông nhôm vẫn còn rất là sáng, và ở dưới thì có lỗ thông hơi. Đấy, có lỗ thông hơi. Và nó được thiết kế là trung và con chép là dàn hàng ngang sang. Con trung này thì màng giấy, nón giấy và cũng gân vải anh em nhá. Nó con này nó rơi vào 10 và con này là con chép nó 6. Con này để mà nghe tiếng nhạc vàng thì rất là chất. Đấy, rất là chất. Con này thì có chiều cao là 73, ngang 36 và sâu là 32 cm. Đấy, đây là ê căng của nó đây. Có chữ Pioneer. Có cái chữ Pioneer cả bên đằng sau đây. Để cho anh em xem. Đấy, khung gông thì khung gỗ. Anh em có thể đây. Vẫn còn nguyên zin hết tất cả và chữ Pioneer. Đấy, cũng còn rất là đều anh em nhé. Đôi loa này thì có cái giá là em cũng giá cũng giao lưu để cho anh em rất là tốt, để cho anh em nghe nhạc karaoke cũng rất là tốt. Vì thực sự ra đôi loa này về nó là nó do là cứ bóc
bọc băng dính lên thì là đâm ra nó không được đều. Thế đâm ra giá của em nó cũng rất là tốt, là 4 triệu 500 nghìn đồng. Và đây, công suất của nó là 70W và 8 ohm. 70W, 8 ohm. Đây, led rai đây. Đấy. Đấy, có một chiếc thì do băng dính này, nhưng mà không có bị ảnh hưởng nhất gì hết đâu nha anh em nhé, không ảnh hưởng gì hết. Đấy, giá của nó là giá rất tốt để cho anh em nghe, 4 triệu 500 nghìn đồng. Và đây, trở sang chiếc thứ hai để cho anh em xem. Đấy, rất là đều, khung công nhôm vẫn sáng quắc đây. Em quay cho anh em xem rất từ từ để cho anh em xem. Đấy, lỗ thông hơi, thùng góc cạnh đây, anh em nhìn thùng góc cạnh vẫn còn vuông thành sắc cạnh. Đấy, đây là do là em cũng chưa lau điếc gì đâu nhá. Thùng thì dạng giấy si màu đen. Đấy, dạng giấy si màu đen, dạng giấy si màu đen nên là vẫn còn rất là bóng bẩy. Vâng, thì trở sang đấy, đôi loa thứ ba đó là đôi loa Pioneer S77. S77 loa thì cũng là bass 25, màng giấy nón giấy và gân vải. Khung công thì giống y như đôi 655, nhưng mà có mỗi con trung này thì bé hơn, trung thì bé. Đấy, trung bé, trung lại màng giấy nón giấy và nó lại là gân vải, và có một con chép đo. Đây cũng có tinh chỉnh cho hai tuyến bát và chép. Khung công thì cũng khá là đẹp rồi anh em nhá. Đấy. Đấy, rất là đều. Wow. Con này thì em đang giao lưu với anh em là 5 triệu 300 nghìn đồng. Và đây là ê căng của nó đây, cũng đầy đủ logo và tem đây bằng gỗ đây anh em xem này. Đấy, này đồ. Và cũng con này thì cũng sở hữu là có chiều cao là 73, ngang 36 và sâu là 32 cm, và nó cũng là ở dạng giấy si, dạng giấy si sần nha anh em nhé. Màu ghi nó khác với con kia là màu đen. Đấy, rất màu đen. Và con bên này cũng thế, còn bên này thì em sẽ quay ra anh xem đằng sau. Đằng sau thì thùng rất là, anh em nhìn tổng thể cũng rất là khá là đẹp, led rai cũng đều là trái phải. Và thùng thì anh em cho em xem, con này là công suất của nó là 60W, trở kháng là 6,3 ohm, made in Japan. Đấy, hàng bãi nó về thì bọn em cũng còn chưa lau dọn được nhiều, nhưng anh em mà muốn sở hữu đôi loa này thì em sẽ vệ sinh thêm cho anh em, về là chỉ việc chơi thôi. Và tất cả những cái dòng như thế này là em bao zin bao xịn hết tất cả những cái dòng loa này. Bao zin bao xịn hết nha anh em nhé. Vâng, thì tất cả những cái đôi loa vừa rồi thì em cũng đã báo giá để cho anh em, và anh em nào mà quan tâm đến cái đôi loa nào thì cũng vào cái số alo và hoặc là vào số Zalo của em sẽ gửi cho anh chi tiết. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.